ngờ với 5 thực phẩm phổ biến gây giảm mức testosterone. Mức testosterone thấp có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe như giảm cơ bắp, suy giảm chức năng tình dục, béo phì và bệnh tim. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn có thể gây ra lo lắng và stress cho rất nhiều người. Một nguyên nhân thường bị bỏ qua chính là chế độ ăn uống hàng ngày. Các thực phẩm phổ biến mà mọi người sử dụng trong chế độ ăn có thể là nguyên nhân khiến mức testosterone suy giảm. Biết được những thực phẩm này sẽ giúp bạn phòng tránh được một nguy cơ tiềm ẩn phổ biến, giúp cải thiện chức năng đàn ông của mình. Trong video hôm nay, hãy cùng Dược sĩ Ngọc khám phá 8 thực phẩm gây giảm mức testosterone này nhé. Đầu tiên là rễ cam thảo. Rễ cam thảo được sử dụng như một chất làm ngọt và là một phương thuốc tự nhiên toàn diện. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy nó có thể làm giảm mức testosterone của bạn theo thời gian. Tiếp theo là bạc hà. Loại thực phẩm tưởng chừng như vô hại này cũng có thể làm giảm nồng độ testosterone của bạn. Hạn chế tiêu thụ bạc hà dưới dạng trà hoặc tinh dầu, đặc biệt nếu bạn đã có mức testosterone thấp. Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành cũng là một loại thực phẩm cần chú ý. Thực phẩm đậu nành như đậu phụ và miso rất giàu phytoestrogen, một hợp chất giống hormone estrogen, có thể làm giảm mức testosterone của bạn. Hạn chế tiêu thụ đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ và miso. Dầu thực vật chứa nhiều chất béo không bão hòa đa cũng cần được hạn chế. Việc tiêu thụ chất béo không bão hòa đa sau khi tập thể dục sẽ làm giảm mức testosterone. Sử dụng dầu ô liu hoặc dầu dừa thay vì dầu thực vật để nấu ăn. Thực phẩm chế biến sẵn là một loại thực phẩm khác cần tránh. Chúng chứa nhiều chất béo chuyển hóa không tốt cho sức khỏe. Những chất béo này không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và đau tim mà còn làm giảm mức testosterone của bạn. Tránh thực phẩm chế biến sẵn và lựa chọn thực phẩm tươi sống và tự nhiên. Rượu cũng là một yếu tố quan trọng cần được kiểm soát. Mặc dù thỉnh thoảng uống một ly rượu không có hại, nhưng uống quá nhiều có thể làm giảm nồng độ testosterone, đặc biệt là ở nam giới. Hạn chế uống rượu và chỉ uống rượu ở mức độ vừa phải, tối đa một đơn vị cồn mỗi ngày và không quá 5 ngày trong tuần. Cân nhắc sử dụng hợp lý những thực phẩm này trong chế độ ăn uống của bạn để duy trì mức testosterone tối ưu và bảo vệ sức khỏe. Đừng quên để lại bình luận về thực phẩm mà bạn thấy bất ngờ nhé. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Dược sĩ Ngọc. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.